anh Hưng có chơi à, chào mời anh Hưng nha. Ok. Anh em mình lâu lắm rồi gặp nhỉ. Từ cái hôm uống rượu ở chỗ đấy là chỗ nào nhỉ? Khách sạn Hà Nội à? Hay là đó là cái quán nhà hàng cái gì không nhớ, nhưng mà chỗ đấy cũng rất là đẹp, sang trọng. Hôm nay có anh Sơn bên bảo nhỉ. Về đây anh gì? Anh Phương Thiên Trúc, anh Phương. Mấy anh em làm đôi ba trăm chén này là quẩy dọn rượu đấy. Đây có anh Hòa nữa. Ừ. Hòa vui, thôi sửa sáo luôn. Trần Xuân Hòa Hòa. Căn bản là có... Thấy anh Hòa tên là Trần Xuân Hòa Hòa thật đấy, hay là chỉ có mỗi Trần Xuân Hòa thôi? Tên là Xuân Hòa thôi. À rồi. Thế là trùng tên với cả anh Trần Xuân Hòa chơi trống. Ừ. Nhưng mà so về rượu thì không bằng anh kia được. Không bằng Ngô Hòa kia. Hòa chống ấy. Hòa chống uống rượu ác á. Người to thế. Úi giời. Thế em mới tưởng Ngô Hòa là Hòa chống uống bình thường. Không. Hắn thế bữa sau phải ngồi với anh Hòa bữa này. Em đã uống rượu với ông bữa rồi lần kia. Em chưa. Ông Hòa toàn qua cho em sẽ lấy chống, xem chống với anh em ngồi đánh à. Từ chống từ đàn thôi chứ. Thưa anh ấy qua lấy chống có dâm không? Dạ. Được đấy, ông qua lấy chống có dâm. Ông thỉnh thoảng ông đi nhậu rồi, quên mang chồng lại điện em. Hỏi ra là mượn đúng không? À, điện lại không, mua luôn. À, mua luôn à? Mua luôn. Hắn mua cái đàn của anh Hiển đấy. Hiển là Vũ Hiển? Ừ, 27 triệu, còn 25 triệu anh à. Hắn ngày xưa chơi guitar mà. Ngày xưa chơi guitar? Ngày xưa là một cái chuyện học guitar chứ. Thế em không biết nhỉ? Tức là ông và chờ là ông học guitar tiên. Chuyên về trống. Tức là hắn đầu tiên hắn học với guitar. Sau đấy anh ấy chuyển trống. Ngồi này anh ngồi với đội anh Phương Tiến Trúc. Phương Tiến Trúc hay ngồi nhỉ, hay ngồi với hội nghệ sĩ nhỉ? Cái mà là thứ nhất là anh cũng là người nghệ sĩ, hay là vợ anh cũng là dân ở bên dân nhà. Vợ anh là bên công viên ca sĩ bên của bên quân đội. Là sao? Toàn ngồi với các nhạc sĩ gọi là gạo cội như là Phó Đức Phương này hay là Quang Thọ này, rồi Trạm Minh Tâm này. Trạm Minh Tâm hình như ở trong Sài Gòn này. Đấy. Hôm sinh nhật chị gái của anh Phương là thấy Trạm Tâm cũng ra, bay ra, uống rượu. Thì anh em mình làm bài đàn hòa tấu nhỉ? Em thì đàn vì hôm nay là qua chỗ thùng của em đây là rất là đẹp mà đàn rất là giá, rất là phải chăng. 2.950.000. Này anh Hưng anh qua chọn đàn cho chị, cho con của chị, cho con của chị gái chị chơi cùng thôi, chị tin tưởng và bạn anh chọn hộ nữa, chọn hộ tí test thử luôn thì hai anh em mình okay. Quay hòa tổng với bạn à, test luôn cả cái đàn này, cái đàn này mới chế, cái đàn này thì tới thì anh sẽ phải lấy cái đàn nào. Cái đàn này là đàn thùng mỏng này, đấy, mới chế. Nó là hiện nay trên thị trường nó không có đâu. Tức là vì mình chơi mà chơi classic ấy thì cái cần nó to nó ngắn, mình không lít lên như này mình không lít được. Mà bấm gam như này lên đến khúc này là thôi. Còn nếu mà chơi acoustic thì nó lại nhiều người không thích, chưa chắc là hẳn là thích hẳn cái tiếng dây sắt. Tiếng dây ni lông lít nó hay. Hai thùng mỏ như đậu vàng nó không kém gì cái thùng này à? Những cái gỗ cái bát nó không bằng đâu. À, bát đúng không? Ừ, thùng mỏng thì cái bát nó sẽ bị giảm đi, nó giảm đi, nó đông bát hơn. Nhưng mà khi mình chơi lên loa hoặc mình chơi mic thì cần cái đầu cần bát đâu. Nên lên âm thanh thì nó cái bộ mic up của nó lên nó chỉnh hết đúng không? Đây là có anh Hưng qua đây cho nên chúng tôi quay lại một video để làm kỷ niệm vì lâu lâu anh em mới gặp được nhau. Sao không tí nữa là tranh thủ là cũng ghi hình lại còn là để test thử cái đàn mà gọi là cách test trực tiếp luôn, tức là mình phải chân thực chứ nhiều người cứ tưởng là chúng tôi là vào phòng thu âm chỉnh sửa các kiểu, đây hoàn toàn chân thực, không có cái gì chỉnh sửa cả. Âm đàn thì ví dụ khi mình chơi trong một cái căn phòng kín nên nó rất là hay vang, kể cả cái giọng mình nói mình hát nó cũng đã vang rồi, không cần phải micro chỉnh vang gì cả. Đây là tiếng thật luôn. Hôm nay sẽ thu cái đàn này là một đàn này không có EQ, sẽ thu một trực tiếp. Đó.
đây là cái đúng sản phẩm đàn này là đàn C50 rất là đẹp luôn, là C50 giá quyết 2.950.000, giá quyết rất đẹp và màu sắc rất là hài hòa giữa cần đàn và thùng đàn này, bố trí này. Mà dây mình nhận dây dùng dây gì em? Dây đắt radio. Ít shop giảm lắp dây xịt vào cho đàn. Shop em là ví dụ C50 là radio của Mỹ, mà C511 lắp hẳn dây LEC luôn. Riêng cái bộ dây ở trên cái đàn C511 là 410.000 một bộ. Cái này tất cả những người chơi đàn thì đều biết LEC. Cái bộ dây này không, bộ dây này chỉ hơn 200 thôi. Ok. Nhưng bộ dây trên cái đàn C11 á, bình thường coi như là bản tiền lời đúng không, thì bộ dây rất đẹp luôn. Giờ mời anh Hưng cùng chào, xong mời mọi người đó, nếu mọi người thưởng thức tiếng đàn anh Hưng, anh đánh đàn rất hay. Từ thời gọi sinh viên, hai anh em gặp nhau từ, biết nhau từ thời sinh viên rồi, nhưng mà phải 10 năm rồi mới gặp lại. Thời sinh viên là gặp anh hay cái clip mặt trời lấy con mặt rất là giả nai thư sinh không biết là đã lừa được bao nhiêu cô rồi, không biết được, rất là giả nai mặc áo trắng. Hai mặc áo trắng. Nói chung là cái đàn này rất ưng ý, đẹp. Tất cả những cây C510 bên em nó gần như đồng đều với nhau, nó giống nhau 99 bên em. Tại vì đàn sau lưng anh cũng là một cây C510, cây C510 là sao? Để này, nó để trưng. Những sản phẩm này là những sản phẩm C510, là những sản phẩm mang theo dấu ấn bên em là không có C509, mà có là trải qua sau khi mình làm đến 10 năm thì mình ra mình cố gắng mình thiết kế một cái đàn chất lượng luôn là C510 luôn. Nó không có chỉ 987 gì cả, mà sau 10 năm thì em mới làm cái 10 này. Còn trước đấy là dòng những dòng đàn HD, dòng E, những cái dòng nó thấp hơn. Đấy, như Văn Anh chỉ đến cái C510 mình cứ toàn nhìn sang mắc cái lần. Nhìn đàn một lần đi ra đây. còn đây C510 này cũng đẹp, mà C510 này là C510 tròn. Ý anh là cái tròn thì xuống được. Không, anh không thích tròn, không thích. Anh chỉ thích như khuyết và ni lông mà cái màu sắc nó kiểu khuyết mà này phải ni lông. Đấy là cái sở thích của mình ngày xưa. Chính cái sở thích anh là sở thích cái này nhất này. Cây này mà mình thích phản ánh khuyết mà đi lông, nhưng mà cần phải dài để một bầm ngang. Bằng hay đi uống rượu là anh em phải đi tản hát với nhau. Hay nữa là thi thoảng cũng âm thanh đi đánh. Thì rất là lấy trái không nhỉ? Cảm ơn em. Không là để quay bài nữa nhé. Đấy, ra hôm nay là rất là vui. Ra một đàn của ông chủ Văn Anh, một cây guitar rất là tuyệt vời, rất là một thời sinh viên hâm mộ rất là nhiều Văn Anh, trong đó có mình. Và hay là ra mua đàn là tư vấn rất nhiệt tình, hay là mua trà luôn, trà rất là ngon luôn. Caramel uống trà, cậu quay phim uống trà, làm chén trà quay phim cho nó hấp dẫn. Đây cũng là một cái đàn mới mà do Văn Anh Audio sản xuất, thử nghiệm thôi. Thì mới sản xuất 5 cây, bây giờ chỉ bán hết ra cả là chụp ảnh cái mọi người mua hết 4 cây rồi. Còn cây vì nhiều người nhu cầu gần này nên ra cái là có cái là gần như khách hàng người ta mua ngay. Nếu mà cho anh hỏi là nếu mà mình khách hàng yêu cầu đắt không, FP mình hỗ trợ luôn không? Đúng rồi, bên em đắt hết. Lắp luôn đúng không? Bên em làm được hết tất cả mọi thứ theo yêu cầu. Ví dụ lắp EQ là đơn giản rồi, lắp EQ thì chỉ mới một cái đàn này thì lắp trên bộ nó khoảng giá khoảng bao nhiêu? Lắp khoảng bộ khoảng 1.2 triệu, thì cái đàn này 5 triệu thì mình lắp cái EQ khoảng 1.2 triệu cho đến 2 triệu. Bộ 800 là hay lắm rồi, nhưng mà ví dụ cái đàn nhà xịn này mình nhìn nó ỏng ra ỏng này thì mình nên lắp cái EQ nó nhỏ gọn, nó tinh tế hơn. Còn khi cái EQ MV12 thì nó phổ thông, tiếng nó hay, nhưng mà nó to, mình lắp cái EQ nhỏ nhỏ thôi thì nó sẽ vào cái đàn, nó hợp với cái đàn hơn. Tức là ngoài việc mà mình lựa chọn cái tiếng thì mình phải lựa chọn những cái thiết bị nó làm cho cái đàn nó đẹp lên. Đó. Thì tất cả những cái thứ đấy bên Văn Anh lúc nào cũng phải tính toán đến là những cái phụ kiện mình đeo vào cho cái đàn thì phải là làm cho cái đàn nó đẹp lên và hợp lý nữa, vừa công năng sử dụng yêu vừa có cái tính thẩm mỹ. Cái đàn này thì khác với cái đàn classic, cái classic cần nó chỉ đến đây từ đây đến đấy thôi, 12 phím. Thì mình thò tay vào đây mà bấm hợp âm si thử trên này hoặc là mi thử đây hoặc là đây, nhưng classic thì không thể bấm được, không thể bấm như này đâu. Đấy, chạm như này được, classic nó bấm như này không bấm được. Đó, chỉ có cái đàn này nó sẽ giúp mình bấm vào trong này.
Mà thứ hai là cái này thì lead là sở trường nhất là cái này, thế mạnh lead này. Bởi vì lead nó không cần phải âm bass. Mà nó nổi, em cái tiếng trung nó nổi. Vì anh thử anh cái cây kêu anh khúc khúc mi thử như này nó tiếng nó khác. Cái tiếng nam kia nó chép nhiều hơn. Cái tiếng anh nó có đỏ hơn. Cái chính cái này mới là cái hay. Cái này là full âm, còn cái này thì là hơi chuyên môn hóa. Cái này nó sẽ chuyên môn hóa cho người lead. Cái này full hơn là khi là mình lên mobile nó sẽ đây, đúng rồi. Nó sẽ đầy đủ hết được hơn. Nó đầy đủ hơn mà nó lead. Lead viên đệm. Và có lúc này mình trong một ban nhạc thì có một người chơi bass rồi. Cái này bass thì mình bass cũng hay, bass cũng hay. Cái đàn này anh thích nhất thì có cần hai, cần hai. Cái cần của anh cực kỳ là yêu thích. Vì sao nó bản nó rộng, bản rộng Classic mà cần dài là khó, khó làm á. Cần dài, bản rộng dài. Bản rộng thì khó, bản rộng thì mỏng nữa. Đấy. Bây giờ quay anh em mình hòa tới bài nhé. Ok. À, để chơi bài này ngày xưa anh em mình hay chơi. Triệu triệu đỏ hồng nhỉ. Ok. Em đi nhanh, nhanh đi nha, hay là đảo hay là đảo nào? Thôi đảo cũng được. Đảo đảo nha. Đảo cho rực rỡ. Đảo ok, đảo để xem. Tuyên đã test thử cái lên tuần này là lên để xem. Vừa lên vừa lên xem thử xem nó tiếng nào. À ok. Ok. Để anh đi trước cho em cứ. Ok, em đợi trước nhé. Ừ.
Cái đoạn anh quạt cũng hay chứ nhỉ, anh quạt cái đoạn là cái chắc của anh hay phết đấy. Cái đoạn accord là khi đánh cái bass chép nó rất là rõ ràng đấy. Cái đoạn đó và nó chép nó rất rõ ràng. Em chỉ chắc em nó khác nhé. Của anh thì có tiền cóc đâu ra nhỉ? Nó mình bằng đây nó đấy kiểu anh. Thank you.